Bé Mai nhận cái kết đắng sau thời gian dài kiếm tiền triệu từ việc thực hiện thử thách ăn đồ ăn siêu khổng lồ. Thời gian gần đây, cái tên bé Mai trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ những video tham gia thử thách ăn các phần ăn siêu to khổng lồ. Được biết, để thu hút khách hàng quan tâm, một số quán ăn thường đặt ra những thử thách. Người nào ăn được những phần ăn siêu khổng lồ sẽ nhận được số tiền khủng lên đến hàng triệu hoặc hàng chục triệu. Bé Mai dạo gần đây thường xuyên xuất hiện với những thử thách ăn suất ăn khổng lồ. Trong quá khứ, cô từng ăn tô mì cay khủng và thắng được số tiền 1 triệu đồng. Sau đó thì bé Mai tiếp tục hoàn thành thử thách uống 13 lon bia trong vòng 15 phút. Đặc biệt nhất, phải kể đến lần cô ăn 2 tô bún sứa nặng gần 5kg và nhận được phần thưởng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây, khi tham gia thử thách suất ăn khổng lồ ở một quán bánh xèo, bé Mai để lộ dấu hiệu xuống sức. Nếu ăn hết, bé Mai sẽ nhận được 10 triệu đồng. Thế nhưng, mới chỉ khoảng 30 phút, động tác ăn của bé Mai đã chậm dần và cuối cùng phải dừng đũa vì không chịu nổi. Bé Mai buồn bã cho biết bản thân bị đau dạ dày nên cô không thể hoàn thành thử thách này. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc bé Mai gặp vấn đề sức khỏe là không thể tránh khỏi do thói quen ăn uống thất thường, nhất là khi bé Mai kiếm tiền bằng cách tham gia các thử thách ăn suất ăn siêu khổng lồ khiến cơ thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều người khuyên bé Mai không nên dùng sức khỏe của mình để đánh cược, nếu không sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng.